Chúng ta sẽ tìm đến nhà của nhân vật đặc biệt này. Trời ơi! Hả? Hello! Chị... Biết ai không? Trời ơi! Sao chị qua đây vậy? Cửa vô quá. Trời ơi! Hello! Sao ốm vậy? À, trời ơi! Mọi người thấy Kim Hiền sao mọi người? Thôi ốm đúng không? Vẫn đẹp như ngày nào, vẫn trẻ trung, năng động, dễ thương. Nhưng mà điều hơi ốm chút xíu, chắc qua đây làm chưa làm chủ, vậy làm Uzin. Đó, giờ dắt chó đi vòng vòng là chị biết rồi. Giờ này đi đâu vậy? Ủa, nay không đi làm gì hả? Dạ không chị, hôm nay em được nghỉ, chỉ có Edison ở nhà thôi à. Rồi. Thôi đi vô nhà đi. Đi vô nhà. Hồi xưa ở Việt Nam tôi tham gia nhiều phim. Trời ơi, hồi xưa ở Việt Nam tôi tham gia nhiều phim với Kim Hiền lắm nha. Mà hai chị em không bao giờ ngờ mà có ngày gặp gỡ ở Mỹ cái gì vậy con này. Thiệt luôn á, luôn su bu ghê luôn à. Hồi để em còn ở lại. Con trai hay con gái vậy? Dạ con trai. Để em còn ở lại đi rồi xong mình vô nhà với em nha. Chị vô. Wow. Uống cà phê không? Em phải... Uống nhà lớn quá, nhà rộng quá. Thôi tôi đứng ngoài này đi, tôi không phải chủ nhà đâu mà tôi sàn cho tốt ở trong. Mà thật sự chứ nhà lớn vậy á, dọn dẹp em mệt lắm chị. Trời ơi chú thiệt hả? Nhìn tưởng chú giả chứ hết hồn hà. Ồ, qua Mỹ có lỗ tai heo nó ăn luôn. Ngon hỉ. Ủa nhà bự vậy rồi ai dọn dẹp cưng? Chị nghĩ ai? Em nè. Một mình em. Nhà ở mấy người? Nhà em đã coi có ba mẹ anh em đi nè. Một người là anh hai, rồi hai vợ chồng em với lại hai đứa nhỏ nữa. Nhà con ngồi cái gì trời. Dạ. Bao lâu dọn một lần? Nói chung là này không có giấu là khi mà em không có bận biểu thì ngày nào cũng có thể làm chùi hết. Đến nỗi mà ba chồng em nói một câu là trời ơi sao mà cực quá vậy con, sao mà phải làm vậy. Nhưng mà em nghĩ là nhà người ta nói ông bà mình nói nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Với lại này, nhà có con nhỏ nữa nó lăn lê bò lết ở dưới nhà cho nên là mẹ mẫu mực là phải dọn dẹp rồi. Dạ. Có ai ở đây mà có muốn người giúp việc không? Em nghĩ em cũng đi hỏi nhiều người rồi, cũng thấy nhiều người mà thôi thà mình tự làm đi chị. Với cái số tiền đó thì em nghĩ là tự làm rồi mình lấy cái số tiền đó mình enjoy, mình đi du lịch hay là travel. Tại vì với em á, chị thấy giờ em bị gầy đi đúng không? Đúng. Thì đúng. Chịu khó giống như coi đó là exercise, cái tập thể dục của mình là được. Nè chị, lỗ tay heo. Lỗ tay heo, cà phê. Trời ơi, cái món lỗ tay heo cà phê như nó không có hợp nhau. Hình như lỗ tay heo phải uống nước trà mới đúng em à. Uống nước trà. Lỗ tay heo uống cà phê hơi kỳ á nha. Chủ nhà tiếp rước khách phương xa hơi kỳ nha. Chẳng nói cho chị luôn. Nhưng mà em đi 3 năm nhưng mà em cũng thường hay về mà đúng không? Dạ đúng. Em về được mấy lần rồi? Em năm nào cũng về hết á, để cho mấy đứa nhỏ về thăm ông bà với lại những người trong gia đình em. Rồi sẵn đó thì cái công việc của em ở bên đây năm thứ ba nó đã ổn định hết tất cả mọi thứ. Rồi xong rồi nhờ cái đó nó giống như là một công đôi chuyện á, một cái cơ hội đến với mình vậy đó. Thì sẵn cái đó vừa về làm vừa thăm ông bà. Quý vị đang nói cái việc cái công việc của Kim Hiền, Tường xin giới thiệu quý vị là Tường qua đây và Tường nằm ở khách sạn. Và tình cờ Tường đã coi được chương trình của Kim Hiền cho nên là Tường mới mò tới đây á quý vị. Kim Hiền qua đây rất là hoành tráng luôn. Tôi ước mơ sau này nếu mà tôi có đi qua đây giống như cổ, tôi cũng có được một cái chương trình riêng giống như cổ, đó là Check In by Kim Hiền. Trời trời, cái vụ gì vậy? Tôi coi nó hỏi gì Check In by Kim Hiền có vậy luôn hả? Trời ơi, cô ấy để tên cô ấy vô tên thành tên show luôn đó, giống như là mấy movie star Hollywood gì đó, người ta có lấy cái tên làm. Ở Việt Nam chưa có nha cô. Không, thực ra là em phải cảm ơn một người anh là anh. Em có nói là anh ơi bây giờ mình đặt một cái tên nào đó đi, thì hồi đó có người nói là color of life, giống như là sắc màu cho cuộc sống vậy đó. Rồi hơi sớm đó. Hơi sớm. Hay là thổ địa hay là một cái gì đó. Gì thổ địa, hơi trần tục. Nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà anh nói là ủa tại sao em không để cho mọi người có thể giống như một cái chi tiết nhỏ họ sẽ nhớ về mình một tí. Nghe cái tên chương trình là biết là cái là nổi, biết cái con người nào trong đó luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Xong rồi làm lấy Check In by Kim Hiền đi. Thì và từ đó em thấy lấy cái Check In by Kim Hiền cũng hay. Là mình đi đến đâu mình check in tại đó. Em cho mọi người một ít về kiến thức về ví dụ như là Đà Lạt
giống như cà phê Cơ Ho đi, thì em sẽ cho biết là tại sao họ có cái Cơ Ho, cái cà phê ở đó. Rồi xong rồi về ăn uống về nơi đâu mà nói chung là hấp dẫn nhất thì em giới thiệu với mọi người. Nhưng mà là ở Việt Nam hay là ở Mỹ luôn hay là ở tất cả? Dạ đúng rồi, sẽ đi hết những cái nơi. Thì hiện giờ là có hai mùa rồi, là 22 số. Hai mùa 22 số là một lần một đợt em làm bao nhiêu số? Cứ mỗi tuần hàng thứ bảy hàng tuần là sẽ phát sóng trên đài 57.5. Là mỗi tuần phát một số. Dạ đúng rồi. Là bữa giờ là phát được 22 số dạ, rồi. Đúng rồi. Rồi em biết tiếng Anh, nói tiếng Anh đồ, lái xe đồ ok hết chưa? Lái xe thì em ở Việt Nam em đã lái rồi. Đúng rồi. Với lại chị biết cái nghề của mình rồi. Đi quay phim ví dụ như giờ đưa cái địa chỉ ở đâu dưới tỉnh dưới quê vậy mà chị em mình vẫn mò tới cái địa điểm quay. Thì ở bên đây á nó hơi khó là chạy phi quay ra một cái đường lớn rồi mà tất cả mọi thứ, nhưng mà nó dễ lắm, nó không đến nổi mọi thứ. Rồi tiếng Anh. Còn tiếng Anh thì cũng nghe được, cũng nói được, nhưng mà còn phải học rất là nhiều. Nhưng mà em có đi học không? Có đi học tiếng Anh không? Năm đầu tiên em qua thì em có cơ hội được học. Và năm thứ 2, thứ 3 thì em phải giữ đứa nhỏ. Bên đây thì có thể gửi đứa nhỏ đi học. Nhưng mà em thì muốn là khi mà đủ cái tuổi thì em sẽ cho Ivona đi học. Và sau đó là em sẽ làm thêm cái công việc của mình. Chứ ở nhà mà cứ quanh quẩn trong căn nhà như vậy chắc em không chịu nổi đâu. Nhưng mà hiện giờ là bé sau là mấy tuổi rồi? 3 tuổi chị. 3 tuổi là vẫn còn ở nhà chưa đi? Dạ chuẩn bị tháng 7. Tháng 7 là mình để cho họ approve cái em bé học. Thì khoảng đi Việt Nam về á, là qua đây lại á, là đứa nhỏ đi học. Rồi em đi Việt Nam về là ai sẽ coi bé? Không, cả nhà em đi đâu cũng na nhau vậy hết á. À là đi, em đi làm show cũng vậy nữa. Là đi hai chồng hai đứa con luôn. Dạ. Khi mà ủa rồi thằng lớn nó không học sao? Không, tụi đang nghỉ hè. À dạ, đi dạ. Là đi nghỉ hè cho vậy. Hoặc là những cái ngày nghỉ đông á thì là cho đi về Việt Nam. Thì bây giờ đang sắp xếp làm ở chung với ông bà thì ông bà khỏe không? Ông bà có dạ sao? Ông bà thì cũng lớn tuổi nhưng mà được cái là có thể là em bị may mắn. Nghĩa là ông bà lo từ tất cả những đồ ăn, thức uống, ông bà lo hết. Rồi em muốn đi làm cái gì đó, em gặp mọi người hay khách hàng á, thì ông bà là người chăm em bé giùm em. Đó, này bởi vợ với ông bà sướng lắm chứ. Thì có người nói là ồ, ở chung bà với chồng mệt lắm nha, căng lắm nha. Thì ai không biết điều đó. Nếu như mà mình ở Việt Nam thì bản thân em là đã ở riêng rồi, không ở chung được với ba mẹ mình thì làm sao mà ở với lại ba mẹ của chồng mình. Nhưng mà khi qua đây nơi tư cách nguyên người này mới có như vậy mới thấy quý nè. Tưởng một mình nhiều khi chồng đi đâu đi làm cái mình không biết nói gì với ai, không có người giúp đỡ. Không, qua đây là có. Em ở khu này thì cộng đồng người Việt Nam mình nhiều. Mọi thứ nó cũng dễ, nó không đến nổi. Có ông bà là sướng quý vị ơi. Đúng mọi rồi. Người bỏ cái tư tưởng mà ở với ba mẹ chồng hay là gì là mệt đi. Đúng ở rồi. Vậy mới sướng, có người em... lo, có người làm tiền, nó thiệt luôn á. Không, mới đầu em cũng bị confused lắm. Em bị mọi người nói chứ ở nha coi chừng nha này nọ em lum la. Thì cũng bắt đầu cũng hơi bị sốc là tại vì mình bản thân em không ở chung với ai ở Việt Nam á, đã là ở riêng rồi. Đúng rồi. Mình thích tại vì cái công cái việc giờ của giấc mình, của mình đúng nó thất thường. Rồi nhiều khi mình diễn viên mình phải hòa nhập cái vai mình ăn bận. Mà rồi trong khi đó mình ở chung với ba mẹ chồng nhiều lắm. Trời, sao nó ăn bận hay gì sợ em. Nói chung là mọi người đánh tâm lý em nhiều, nhưng mà nói thiệt 3 năm rồi nếu không có ông bà thì tụi em cũng khó lắm, khó làm cái nghề, nhất là cái show mà tụi em đang làm. Mặc dù là biết là đi á, ví dụ như vừa rồi đi San Francisco đi thì cũng phải na hai đứa nhỏ quay. Nhiều khi nếu mà mọi người mà để ý ha, em đi quay cho em tới đây hai chung cứng à, chứ cái tay em là đẩy xe con ở dưới đó. Nhưng mà cảm thấy vui là bởi vì có một người hiểu mình, có một người cùng hòa nhập với mình về cái công việc mà em yêu thích, rồi có một cái gia đình vậy. Chị thấy là em quá may mắn. Giờ nếu nói cho tận đến thời điểm này mà để em nói về cuộc đời của mình tới giờ phút này thôi dạ. Thì em thấy như thế nào? Em năm thứ 3 là cái năm mà em cảm thấy ok của em. Công việc, gia đình và cái sự hiểu nhau trong gia đình nó có nhiều hơn những cái năm đầu tiên em mới qua. Thấy vậy đó chứ không phải vậy đâu em ơi. Cuộc sống mình ở đâu cũng có mặt trái mặt phải hết trơn. Chị cũng ở bên kia, em nhớ nghề muốn chết 2 năm nay chị cũng đâu có đóng phim nào đâu. Thôi bây giờ mình quay lại cái vấn đề cho nó đời thực tế một chút xíu. Để cho mọi người cũng có cái nhìn nó nhiều góc hơn. Là thì những cái khó khăn nhất khi mà em qua đây và những cái tháng ngày mà em cảm thấy em khó khăn nhất là nó như thế nào? Nói bước qua là em thấy khó khăn rồi. Về cái tâm lý của mình, thứ nhất đó là em sinh em bé và mình không có hiểu hết về những cái luật ở đây nó như thế nào. Rồi nói chung là
em phải va chạm rất là nhiều. Và chính vì cái va chạm đó đã cho em một cái sự suy nghĩ chín chắn hơn cho bản thân mình. Và mình được trưởng thành ở nơi đây rất là nhiều. 3 năm, nếu mà nói em trưởng thành hết 100% thì chắc chưa đâu. Có khoảng 80% em ra bắt đầu mình trưởng thành từ cái tư tưởng của mình, tất cả mọi thứ. À, rồi về con cái thì đứa con lớn của em khi mà lúc đi thì cũng 10 tuổi hả? Lúc đi thì học... bây giờ 13. Lớp 4 đúng rồi, 10 tuổi. Thì lúc đó khi mà em quyết định đến với Andy, chồng, dạ. Với chồng em, với Andy thì em có chuẩn bị cái tâm lý cho con không? Nó có phản ứng gì không? Không. Chứ ví dụ như con chị là nó không chịu đó. Nó nói thẳng luôn đó là nó không chịu đó. Nói chung là Andy lúc mà chuẩn bị lấy em thì Andy nói là bây giờ không có con sao cũng không sao, coi Sonic là đứa con của mình. Thì cái điều đó là em cảm thấy luôn. Nhưng mà ông trời giờ cho em một đứa nhỏ mà đứa con gái thì em nghĩ đó là ý trời rồi. Nhưng mà ý chị hỏi là về tâm lý của người Sonic anh đó. Đúng rồi. Sonic thì tại vì em tạo cho Sonic cái khoảng thời gian, không phải là lúc mà em quen Andy em không có giống như làm cho Sonic cảm thấy là ồ mẹ bỏ con để mà theo một người đàn ông khác. Em cho Sonic cái thời gian từ lúc mà chấm dứt cái ba của Sonic cho tới mà Andy sau này là bao lâu? Lâu dài. Tại em gặp Andy là 2011. Còn ba của Sonic là lâu lắm rồi, có khoảng 1 năm. Nhưng mà lúc đó ba nó có liên hệ con nó. Ồ, cái điều may mắn nhất cuộc đời em là Andy và Phong là đã gặp nhau và ngủ cà phê với nhau, cùng nói chuyện với nhau. Và cả lúc mà đưa Sonic qua đây thì Andy Phong cũng đưa Sonic đi. Và cho tới bây giờ luôn là khi mà em về thì Phong với lại ba của Phong cũng là cái người ra đón tụi em. Hoặc là nếu như em không báo thì họ chỉ có nhắn tin hỏi thôi. Nhưng mà em vẫn tạo điều kiện cho mọi người. Và nó qua đây thì nó, khi mà sống chung với ông bà thì mọi ok không? Mọi thứ đều ok hết, không phải riêng ông bà mà là Andy còn có cả ba người anh nữa, ba người anh trai. Nhưng mà chị bước vô nhà chị thấy tấm hình bốn người á, ngay cái đường đi vô. Ba người anh trai. Dạ, là Andy là Úc. Một người anh hai đang ở với tụi em, người thứ ba anh ba với lại một người anh tư. Được may mắn là cả ba anh đều là cái người mà gọi là được thương á, thương tụi em. Và cái thương tụi em là chị một phần ha, nhưng mà thương Sonic. Cuối cùng thì em có thấy rằng là nhiều khi mình thấy có những lúc, có những giai đoạn mình thấy mình cực khổ, mình nghĩ là mình đau khổ, mình nghĩ là cuộc đời mình nó u uất, nó đen tối. Nhưng mà thật sự khi mà vượt qua được cái đó thì nhiều khi có một cái cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cái cánh cửa khác mở ra nó tốt đẹp hơn với mình. Ý là chị muốn đến chị gặp em để nói chuyện, để chị cũng muốn truyền cái thông điệp đó đến vị khán giả. Và ngay bản thân Tường cũng vậy. Hiện tại có những cái lúc là có những giai đoạn đang rất là khó khăn luôn, nhưng mà mình luôn hy vọng một cái tương lai nó sẽ sáng sủa hơn. Và thường thấy rõ ràng chắc chắn là đó, ví dụ như trường hợp khi mà chị nói chuyện với Hiền thì chị cảm thấy là cái niềm tin nó trỗi dậy, nó mãnh liệt hơn. Tường xin thay mặt cho chương trình Người Kết Nối sẽ tặng cho Kim Hiền một món quà mà Tường đem từ Việt Nam sang. Hiền mà chưa có đi qua bên nước ngoài ở với Andy á, nói chung sống ở đây thì cũng tốt. Ồ mẹ hả? Tại vì chị Hiền cứ đi quay phim á, chỉ là chỉ cày suốt à. Còn mình cô ở nhà, cô ấy rồi cô có cái shop của chị Hiền á, shop 345 Giáng Tận á, là cô tự quản lý luôn. Cô bán luôn, ba mẹ, hai mẹ con với đứa cháu ở đó. Ở dưới thì mình bán, ở trên lọc thì mình ở. Nói chung là cứ cày suốt vậy đó. Thì nói nhưng mà có một cái người mà để mà đàn ông trong gia đình nó hỗ trợ vẫn tốt hơn. Mà gặp anh Đi là người tốt. Anh Đi là cái người tốt. Rồi ba má ảnh năm 12 cũng qua thì mình gặp gia đình hai nói chuyện. Gia đình có qua bên nhà thì mình thấy cũng tốt rồi. Nói chung là 3 năm, phải trải qua 3 năm rồi. Năm nay là năm thứ 4 rồi chị ổn.
ổn từ cái công việc, gia đình, con cái thì mỗi ngày nó lớn lên. Lúc lên cổ quê chỉ qua chỉ đang mang bầu, tuần lễ sau chỉ sanh rồi. Con thấy một cái người mà đang năng nổ mà ở trong nhà ru rú mấy năm trời, một đứa nhỏ là chuyện dễ đâu. Nhưng có những cái khó khăn lắm, nhưng mình phải tự vượt lên. Tự vượt lên có những cái mà, ví dụ mà chỉ buồn hay kia chỉ có điện thoại về nói, nhưng mà mình nghe, mình là mẹ, mình biết tính con mình thì nghe, chứ mình cũng không nghe theo con mình. Nhưng mà mình đằng sau lưng con mình là mình cầu nguyện. Trong 3 năm đó con biết là một ngàn mấy trăm ngày đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu, nhưng mà mình phải vượt qua. Nói chung là bây giờ là chỉ ổn rồi đó. Năm thứ tư cũng đầu chỉ ổn rồi. Ổn về gia đình rồi công việc sự nghiệp. Qua chương trình này thì mẹ có những lời với con. Ngày xưa đó là mẹ cũng là văn nghệ trong xí nghiệp, trong xí nghiệp mỗi lần mà có cái gì là ghi tên. Mà lúc đó là mình không có đủ cái bản lãnh cái tự tin để mà mình với con, để mà mình vượt lên để mình làm cái nghề. Lúc nào mình cứ lẩn quẩn trong đi làm rồi mình không có phát triển được. Rồi tới nè, con thấy không, mấy cậu thì mấy gì cũng đi thi văn nghệ. Nhưng mà phải nói là ngày xưa gia đình mình cũng hơi khó khăn. Muốn làm cái đó thì không có ai mà giúp đỡ được. Đó, mà không có được. Cho nên bây giờ con đã làm được cái chuyện đó. Dầu là trong cái thời gian mà từ nhỏ đến lớn con cũng vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn, nhưng mà con vẫn đứng vững. Đứng vững để mà vượt qua. Tự mình tìm tòi, mình đi theo cái nghề của mình. Bây giờ theo mẹ nghĩ đó thì Tivuna nó cũng lớn rồi. Thì bắt đầu 3 năm qua, bắt đầu năm thứ tư. Tao là về rồi là bắt đầu lên cái bài. Nó làm được việc thì nó mới vui. Cho dì hai gửi lời thăm Hiền và gia đình nhỏ của bé Hiền. Lúc nào cũng có vui vẻ và sức khỏe hạnh phúc là dì hai mừng rồi. Cái lần về kỳ rồi cũng không gặp, dì cũng bận mà cháu cũng bận, qua đây cũng không gặp nữa. Thành ra thôi dì hai kỳ này, dì hai hứa về kỳ này dì hai cố gắng nhín chút thời gian để qua đây nấu nướng này kia, ăn vui vẻ hai vợ chồng với con cái là dì hai mừng rồi, chỉ vậy thôi. Trời ơi đó, thì chương trình cũng nhờ chị cũng mới vừa coi thôi. Đây là chương trình làm đưa dạ. Gửi cho chị đem qua đây để cho em xem. Nhiều khi có những lúc nhiều khi là
em nói chuyện với mẹ mỗi ngày đó, nhưng mà có nhiều khi là không có, mẹ không nói những cái điều giống như là mẹ nói ở đây. Thì nhiều khi vậy, tại vì giống như mẹ chị với mẹ chị không bao giờ nói với nhau mà mẹ nhớ con, hay là thôi con cố gắng đi, hay là mẹ cầu nguyện, cái đó là không bao giờ nói. Nhưng mà mấy người mẹ là tuyệt vời. Giống như chị nói á, mình mẹ con ít khi nào mà nói nhau, nhưng mà gia đình em là có một cái phong cách thì sao á, là mọi người không có nói với nhau. Thì đó, nhà chị cũng vậy, không có nói. Có ai cứ lặng lặng hồi lúc em ở Việt Nam vậy nữa. Em ở riêng, mẹ em ở chung với lại hồi đó còn bà cố, bà ngoại em là cố, bà cố của mấy đứa nhỏ. Thì mẹ cũng không nói gì, cứ chịu đựng, cứ lặng lặng làm. Cảm thấy không vui thì đốt một nén nhang trên cái bàn thờ. Vậy thôi à. Hôm nay nghe mẹ nói hơi bị bất ngờ. Vậy em nói thiệt, em xin cảm ơn chương trình thiệt á. Cái này làm cho em một cái kỷ niệm luôn á thiệt á. Chứ không có một chương trình nào mà làm được vậy. Giống như bản thân em bây giờ kêu anh đi và anh quay mẹ lén hay gì. Đám cưới em mẹ cũng không nói được nhiều vậy. Ủa vậy luôn á, không chị thì chị. Anh cũng lén quay mẹ em nhưng mà cũng không được nhiều vậy đâu. Em hơi bị bất ngờ. Nay bây giờ thì mẹ còn khỏe, vẫn ok, không vấn đề gì. Nhưng mà chị nghĩ làm giấy tờ lo cho mẹ qua. Cứ làm đi người già, đôi lúc thì mình có, phải em mình là... phải ép. Mình phải em ép. Thì cũng nói mình là bây giờ mẹ không đi, nhưng mà cứ cho mẹ đi qua một cái nước để mẹ cảm thấy là cái tư duy em, cái sự suy nghĩ nó sẽ khác. Không bắt buộc mẹ ở, em nghĩ nếu mà mẹ ở mẹ không chịu nổi đâu. Bản thân mình như vậy thì làm sao. Mẹ em nói mẹ không có cần nhịn gì hết đó. Và không có cần em nói, giống như hồi nãy mẹ nói đúng. Mẹ chỉ cần nhìn, nhìn cái mặt em xuống sắc hay là như thế nào là mẹ em biết có chuyện hay không có chuyện. Đây đó, hồi nãy mẹ nói một cái câu mà chị nghe chị rớt nước mắt là: nó điện về, nó nói thì tôi biết cái tính nó nên tôi chỉ nghe thôi. Tôi nghe nhưng mà tôi không có tin. Thì mẹ tôi nghe mà tôi không có tin, có nghĩa là mẹ chỉ cần nhìn sắc mặt thôi là biết được. Có nghe không? Tức là thường thường nghệ sĩ mình cũng khó giấu cảm xúc nữa. Mình làm bộ mình nói vậy nhưng mà cái mặt của mình vui hay không vui, cái giọng của mình nó phấn khởi hay là nó u uất gì là nó thể hiện ra cái mặt hết rồi. Mình không có giả được. Nhiều người cứ nói là nghệ sĩ là diễn, nhưng thực sự mọi người diễn trên sân khấu thôi, diễn trong phim ảnh, nó không bao giờ diễn ở ngoài. Nếu mà chị nói cái từ diễn thì em cũng nói luôn. Khi mà năm đầu tiên em bước qua, nó thật sự là nhiều người nói là ồ, nó diễn á. Em nói là mọi người có hiểu được cái câu đó không? Có nghĩa là ai mà nói chị cái đó là xúc phạm lắm rồi. Tụi này chỉ có thể diễn ở trên sân khấu thôi, tại vì nó quá mệt ở trên sân khấu để mình nhập một cái vai. Nhưng mà khi bước ra, tôi chỉ muốn là tôi thôi, tôi muốn thoải mái giống như em nói thiệt. Thật sự ra đường á, mọi người xin lỗi thấy em nói, ủa sao có thể đi ra vào đó mặt mày nó không có son phấn hay là gì hết. Thì em là vậy, nhiều khi không có son phấn, móng tay móng chân cũng vậy nữa. Không bao giờ, nhiều người nói, ủa bàn tay xấu quá rồi. Kệ nó xấu không được nữa, miễn sao trong lòng mình cảm thấy vui, mình hạnh phúc là được. Thì từ nãy giờ ha, Tường cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của Tường, đó là người kết nối, làm tròn cái trách nhiệm của mình là đưa quý vị khán giả đến thăm nhà của diễn viên Kim Hiền. Tại bạn ấy thích là làm diễn viên nên tôi giới thiệu bà ấy là diễn viên Kim Hiền. Mọi người cũng nhìn thấy được cái cuộc sống của Hiền như thế nào. Bà con, những người mà mến mộ, những khán giả mến mộ Hiền ở quê nhà thì cũng yên tâm là cuộc sống của Hiền bây giờ cũng rất là tốt. Đầu tiên thì em cảm ơn chị Cát Tường cũng như là ekip của người kết nối ha. Thì mọi người đã cho em có cơ hội để mà truyền tải những thông tin về mình. Ít xuất hiện những phim ở Việt Nam, nhưng lâu lâu trên Facebook thì khán giả luôn nhắn tin là: chị ơi, em được xem phim của chị đóng, chị có nhớ nghề không? Nhớ chứ, chắc chắn là phải nhớ rồi. Ước gì chị đóng nhiều phim nữa. Kim thì cũng có một cái tâm nguyện là sau khi con cái ổn định thì sẽ dành một chút thời gian của mình và sẽ về Việt Nam để tham gia một bộ phim, dù là vai nhỏ cũng tham gia. Bởi vì đó là tổ đã cho Hiền, khán giả đã cho Hiền được một cái tên Kim Hiền, nên là không phụ lòng một tất cả mọi người, sẽ về để mà làm. Và Hiền không thể nào quên đó là người mẹ của Hiền, người mà đã cho Hiền có nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Bởi vì mẹ là người rất là ít nói, dường như là một giọt nước mắt rớt mẹ cũng không bao giờ cho Hiền thấy. Nhưng mà Hiền biết rằng là mẹ rất là yêu Hiền. Và con xin chúc mẹ có một sức khỏe khỏe mạnh và luôn cho con được mỗi năm được về, được gặp mẹ, được ôm mẹ